Phúc lộc thọ là một thuật ngữ nói đến ba mong ước lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người: con cái, điều lành, sự may mắn, thịnh vượng và sức khỏe, tuổi thọ. Mỗi mong ước này tượng trưng cho một vị thần. Ba vị thần này thường đi song hành, đứng không tách rời nhau và được gọi chung là Tam Đa. Từ xưa đến nay, người ta thường quan niệm rằng nhà nào có con đàn cháu đống thì nhà đó là nhà có phúc. Bởi vậy mà tượng ông Phúc trong dân gian thường được khắc họa theo hình ảnh một ông cụ có râu dài, tay bồng một em bé. Hai ông cháu đều nở những nụ cười rất hạnh phúc. Ngày nay, phúc không chỉ đơn thuần dừng lại với ý nghĩa con cháu huề huề, mà nó còn tượng trưng cho gia đình hạnh phúc, ấm êm hòa thuận. Ngoài ra, hình tượng ông Phúc còn là lời nhắc nhở con cháu phải sống sao cho có ích, phải tu tâm dưỡng tính, làm việc thiện, tích đức cho đời sau, phải yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, những người có hoàn cảnh, cuộc sống khó khăn, cơ nhỡ. Ông Lộc hay ông Thần Tài là đại diện biểu tượng cho sự giàu có về của cải, vật chất. Theo tín ngưỡng dân gian xưa, trong nhà có một người làm quan thì cả họ được nhờ, cứ làm quan ắt sẽ có lộc. Chính vì lẽ đó mà hình ảnh ông Lộc được khắc họa theo hình ảnh một vị quan lớn trong triều đình. Ông Thọ luôn ở vị trí cuối cùng, hình ảnh ông luôn gắn liền với ông tiên trán cao, râu tóc bạc phơ, nở những nụ cười hiền từ, một tay cầm trái đào tiên, tay còn lại chống gậy buộc quả hồ lô chứa tiên dân. Ông Thọ là biểu tượng của sự trường thọ, lâu bền, bách niên giai lão. Một điều dễ dàng nhận thấy trong ba ông thì ông Thọ có chiều cao thấp hơn do ông tuổi đã cao nên thường cúi khom lưng, hình dáng giống cha mẹ ông bà ta. Chính vì vậy nhiều gia đình thường trưng bày ông Thọ trong nhà với mong muốn cho cha mẹ ông bà có thật nhiều sức khỏe để hưởng phúc lộc của con cháu. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.